Chúng ta tiếp tục lên đường. Bất luận nhìn chúng hút người thế nào, phía sau có lẽ có cấm chế rất là kinh khủng. Còn lần nữa chưa chắc đã may mắn như vậy đâu, tiếp tục đi. Đây chính là băng đạo. Tiền thông não ta ở bên kia. Hàn ý như vậy, tiền trưởng não đi qua thế nào vậy? Nghe nói tiền trưởng não có một viên liệt hỏa châu, có lẽ là dựa vào uy năng của nó. Được không vậy? Quý thành chủ có biết thông đạo này giá bao nhiêu không? Thông tin của tiền lão quỷ không nhắc đến. Nhưng lão ta có thể đưa người đi qua dựa vào liệt hỏa châu. Có lẽ không quá dài. Không dài thì không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Bốn thành chủ cũng có một số chuẩn bị. Sẽ không chỉ dựa vào mỗi hy vọng của khí linh của ngươi đâu. Ấy, đây không phải là ly hỏa cháo hay sao? Không ngờ phí huynh đến ly hỏa cháo cũng đem đến. Thông qua băng đạo này có lẽ là ổn hơn nhiều rồi. Duyệt. Đi. Là ta đã đánh giá thấp năng lực của băng đạo rồi. Sức mạnh của hỏa điểu bị tiêu hao rất nhanh. Nhìn bên đó, những tượng băng này toàn là người sống bị đóng băng. Xem ra không chỉ một mình tiền quý phát hiện ra thượng cổ di tích này. Trên người bọn họ không có dấu vết sau khi chiến đấu nào. Chết cực kỳ quá dị. Đây là, ở đây có người tiền bối quen biết sao? Không sai, ta cũng chỉ gặp hắn một lần hồi nhỏ. Một tuyệt đỉnh thiên tài 200 năm trước. Lúc đó nghe nói hắn là người có khả năng phá vỡ xiềng xích của U Ám Tinh, tấn thăng hư vương cảnh. Đáng tiếc từ một năm trước không thấy tin tức của hắn nữa. Không hề nghĩ rằng hắn lại chết ở đây. Thiên tài như vậy mà chết rồi. Các ngươi nhìn kỹ phục trang của những người này xem. Ngực bộ quần áo này đều có thêu chữ lôi, giống như đồ của Lôi Đài Tông. Cánh tay của người này còn có thêu chữ chiến. Lúc còn sống có lẽ là người của Chiến Thiên Minh, Lưu Ly Giáo, Lưu Hỏa Giáo, Vạn Thú Sơn. Thậm chí còn có tiền bối của Ảnh Nguyệt Điện. Bây giờ không phải lúc nhìn những thứ này. Bọn họ bị đóng băng ở đây. Nói không chừng nơi này thật sự là có nguy hiểm gì đó. Chúng ta nên nhanh chóng qua đây thì... Nhanh chóng qua đây không? Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi. Ai? Xuyệt. Không thấy nó nữa, cẩn thận. Huỳnh. Thứ gì vậy? Nó rốt cuộc là yêu người gì vậy? Ni hỏa cháo cư nhiên lại không chống đỡ được. Ngoài ni hỏa cháo còn có phòng ngự của khí linh hỏa điểu. Xem ra thế này, đến hỏa điểu cũng không phải là đối thủ của nó. Linh khí hóa hình. Linh khí hóa hình là thiên địa chi linh. Có lẽ là do sức mạnh hạt khí của băng đạo hội tụ mà thành. Tự hành khai khởi linh trí. May mà hỏa điểu và nó thuộc tính cơ thể tức thời phát ra cảnh thị. Nếu không hậu quả sẽ không dám nghĩ đến. Thiên địa chi linh này tuyệt đối không dễ đối phó đâu. Nó đang ám minh bất động, có lẽ là đang đợi chúng ta có thể giảm bớt phòng hộ. Nghe nói thiên địa chi linh thích nhất là thôn phệ sinh cơ của sinh vật sống, lấy nó để giúp mình mạnh hơn. Nhìn dáng vẻ của những tiểu bối này gặp phải độc thủ là bởi vì nguyên nhân này rồi. Thôn phệ sinh cơ, kim huyết trong người của mình, có thể ngăn chặn nó lại. Bất quá thế này cũng quá không kế hoạch. Lẽ nào không còn cách nào khác hay sao? Không cách nào đuổi nó đi được thì chỉ có điều mà thôi. Để phòng có biến cố, chúng ta hiện giờ liền giờ đi đi. Mọi người cẩn thận một chút. Đi. Nó cư nhiên có biến hóa chi đạo. Duyệt. Wow. Soảng. Mau ngăn nó lại. Hựa. Đếm thử chiêu này của ta. Duyệt. Công kích đều bị xương trắng quỷ dị không ạ? Này hóa giải rồi. Tức tốc đóng băng thôi. Chết tiệt. Lam Ngọc Bát sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Soảng. Đến công kích của phản hư cảnh cũng bị nó đóng băng. Còn tiếp tục đánh thẳng vào ly hỏa cháo thì... Rắc rắc.
Nguy rồi, Ninh Hoài Trào không chống đỡ nổi nữa rồi. Hay. Vừa. Nhanh bây giờ mau đi. Chuyện gì vậy? Băng phụng văn thân trong cơ thể của ta đang hấp thu hàn khí xung quanh. Nó bị hàn khí kích hoạt muốn ra ngoài rồi. Uy áp mạnh quá. Phừng. Thượng cổ thánh linh. Có điều chỉ là một luồng tàn hồn. Quá. Đuổi theo rồi. Được được cứu rồi. Vừa do con thượng cổ thánh linh đó hình như từ người của Dương Khai bay ra. Dương Khai, băng phụng tàn hồn đó là của ngươi, đúng. Vị thành chủ, ông biết tại sao băng phụng lại đuổi theo thiên địa chi linh hay không? Ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Thượng cổ thánh linh và thiên địa chi linh vốn là thiên địch. Thượng cổ thánh linh thích nhất là thôn phệ thiên địa chi linh cùng thuộc tính với nó. Sau khi thôn phệ sẽ mạnh hơn nhiều. Băng phụng tàn hồn đó của ngươi yếu ớt. Đúng lúc mượn nó để khôi phục thực lực. Hóa ra là vậy. Ngươi không cần lo lắng quá. Băng phụng tàn hồn đó của ngươi sau khi thôn phệ thiên địa chi linh ở nơi này sẽ tự quay về. Vấn đề là băng phụng truyền thừa đó không phải là của ta. Nó chỉ là lấy Long Hoàng truyền thừa chi thần của ta làm chỗ dựa, tạm thời ở lại mà thôi. Ngộ nhỡ những người này biết băng phụng không phải là của ta, nó không chừng lại có ý đồ gì đó. Ta phải nhanh chóng thu lại băng phụng. Mau nhìn kìa, nó quay lại rồi. Quý thành chủ, làm phiền để một vết nứt ở Ly Hỏa Cháo để băng phụng của ta quay về. Không thành vấn đề. Xuyệt. Băng phụng về rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Đây là cung điện lớn quá. Này, phải đi thế nào đây? Không cần lo lắng, đi theo ta là được. Ý trong tin mà tiền lão quỷ truyền đến nói rằng đây là một mê cung, mọi người đừng để bị nạt. Trong mê cung này không có cấm chế trận pháp nhưng có cơ quan. Đừng coi thường những cơ quan này, nếu như không cẩn thận chạm phải đều có thể phải mất mạng ở nơi này. Có hai con đường, chọn đường nào đây? Liên gia tiểu tử, dựa vào cậu thôi. Hừ. Bên phải. Dùng con rối này để dò xét cũng là một bảo vật tốt. Chẳng trách phí chi đồ lại tìm hắn đến giúp đỡ. Yên tâm đi, đợi sau khi quay về sẽ không thiếu lợi ích của ngươi. Phí huynh, việc này tạm thời không nói đến. Phí huynh xem hiện giờ chúng ta phải đi thế nào. Không gian trận môn. Tiền trưởng lão không nói với huynh nên đi vào trận môn nào hay sao? Tin của tiền lão quỷ truyền đến rất là cấp bách. Có những việc còn chưa kịp nói đến là bình thường. Hai người quốc vị có thể phá giải không? Mặc dù chúng ta có nghiên cứu về trận pháp, nhưng chưa từng tiếp xúc với không gian trận môn. Bất quá trận pháp nhất đạo, vạn biến bất ni kỳ tông. Phí tiền bối nếu như yên tâm, có thể để chúng ta thử nghiên cứu. Được, hai người các ngươi nghiên cứu cẩn thận. Nếu như có manh mối gì thì nói với ta. Nếu như Dương Viêm ở đây, cô ấy sẽ giải quyết vấn đề này được. Hình ảnh tưởng tượng. Ta thích màu đen nhất. Đưa vào trong cửa màu đen cho ta. Lỗ nhà đầu, Thái tiểu tử, hai người đã có kết luận chưa? Cửa trắng, cửa đen. Kết luận của ta tuyệt đối không sai. Lỗ cô nương, chỉ có điều này thì ta sẽ không nhường đâu. Chắc chắn là chọn cửa đen. Cái gì? Hoa wow, hự. Không được, lực hút không cản nổi rồi. Không được rồi, ngày càng đến gần. Vĩ huynh, lão phu đành phải đi trước một bước rồi. Linh huynh,
Lý Hướng Trần, Lý Huynh, đã đến cửa rồi, không cần chọn nữa, vào đi. Hết cách rồi, ta cũng vào cửa trắng. Tin ta đi, đi hắc môn không sai, khốn nạn thả ta ra. Và đau đau quá, khốn nạn ta nhiều với ngươi. Dương Viêm à Dương Viêm, cô đừng có chơi đẻo ta đó, chọn màu đen vậy. Nơi này nè, bảo ngươi chọn màu đen này, bảo ngươi chọn màu đen. Bảo ngươi chọn màu đen này, còn chọn nữa không, không dám, không dám nữa, không dám nữa, xin lỗi xin lỗi. Nhẹ thôi, đừng cãi nhau nữa. Hừm, sao những người khác đâu, đi sang bên kia rồi. Ta là người cũng cuối cùng vào đây. Có điều lúc đó không chú ý đến Liên Quảng, hắn cũng vào bên kia rồi. Cái gì? Đến phí thành chủ bọn họ cũng vào bên kia rồi. Bỏ đi, chuyện đến nước này ta cũng đành dựa vào bản thân mà thôi. Mặc kệ bọn họ bên, mặc kệ bọn bên kia đi, ta cảm thấy sự lựa chọn của chúng ta không sai đâu. Làm sao mà biết được, ít nhất ở đây rất là an toàn. Khí thành chủ bọn họ bên đó không chịu, nói không chừng không bình thường như này. Cũng đừng trách Thái tiểu tử nữa, hắn cũng là có lòng tốt. Được rồi, nghe theo tiền bối cả. Dương tiểu hữu, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ ở đây chỉ có ta là phản hư cảnh, phí thành chủ cũng không có ở đây. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, dựa vào hai trận pháp sư thì không hy vọng được nhiều. Nhưng kẻ này có khí linh chi uy, cũng là một trợ thủ không nhỏ. Cứ hỏi ý kiến của hắn vậy. Tiền bối khách sáo rồi, vạn bối còn trẻ, hiểu biết về, hiểu biết không rõ bằng tiền bối. Làm thế nào tiền bối cứ hạ lệnh là được, vạn bối chắc chắn sẽ nghe theo. Vậy được, chúng ta rời khỏi nơi này đã rồi tính. Các ngươi hãy đi theo sát ta. Chúng ta ra ngoài rồi. Ừm, hơn nữa nơi này là đẹp quá. Hương hoa này, người ngửi thấy không? Hương hoa này, mùi hương này chắc chắn là có thứ gì đó tốt. Mùi hương này tuyệt đối có thứ tốt. Chắc rằng mọi người cũng phát hiện ra rồi. Ừm, đi thôi, cùng lão thân đi xem nơi này rốt cuộc là có thứ gì tốt. Bất quá phải cẩn thận một chút, miễn cho lại rơi vào trận pháp cấm chế gì đó. Giả sơn tìm thấy rồi. Giả sơn này không đơn giản, có lẽ có thể luyện chế mấy kiện bí bảo không tồi. Tiếc rằng quá lớn, sợ là phản hư cảnh tầng 3, có đến cũng không cách nào mang đi được. Mùi hương là do giả sơn này phát ra hay sao? Đương nhiên không phải, là do cái hồ này phát ra. Cũng không biết từ nơi nào chảy đến, nơi này đã chẳng có ai hỏi đến nhiều năm, lại vẫn luôn tích trữ một chút nước hồ này. Chắc rằng có tốc độ tích trữ cũng cực phẩm. Lẽ nào đây là thạch nhũ vạn năm? Thạch nhũ vạn năm có thể dùng để luyện chế thánh dược trị thương, khởi tử hồi sinh. Một giọt đã giá trị nên thành rồi. Có gì đó không đúng. Nghe nói màu của thạch nhũ vạn năm là màu trắng sữa mang theo một chút vàng nhạt, mà nước hồ này lại chỉ có màu sắc trắng. Tiền bối thấy thế nào? Có phải thạch nhũ vạn năm hay không? Tiền bối thấy thế nào? Có phải thạch nhũ vạn năm hay không? Thử nào biết. Xoẹt. Tiền bối, ta cư nhiên vậy mà lại. Thì ra là vậy. Tiền bối, đây rốt cuộc là thuốc tốt tới mức độ nào cơ chứ? Cư nhiên có hiệu quả như vậy. Thuốc tốt? Chẳng phải thuốc tốt gì hết. Đây là bảo bối sớm đã tuyệt tích ngàn vàng khó cầu. Chúng ta có thể phát hiện được nó chính là đại cơ duyên mấy chục vạn năm đều khó mà gặp được. Dương tiểu hữu, cậu cũng không cần âm thầm phòng bị, ta chỉ là có chút kích động. Tiền bối thứ lỗi. Có thể hiểu, dù gì cũng không thể không đề phòng người khác. Các ngươi có từng nghe qua truyền thuyết về tam đại thần thủy trong tinh vực chưa? Tam đại thần thủy, xem ra Dương tiểu hữu đã từng nghe qua rồi. Tình cờ nghe qua, chỉ là tam đại thần thủy này rốt cuộc là thứ gì ta vẫn không rõ. Tam đại thần thủy phân biệt là tẩy hồn thần thủy, bất tử nguyên dịch và sinh mệnh quỳnh tương. Mà cái đầm nước hồ này chính là một trong tam đại thần thủy sinh mệnh quỳnh tương. Tiền bối, sinh mệnh quỳnh tương này có tác dụng thế nào? Tác dụng vô số. Đương nhiên được dùng nhiều nhất chính là tăng cường khí huyết chi lực của võ giả, từ đó có thể kéo dài thọ mệnh của võ giả. Nếu như có thể luyện hóa
sinh mệnh Quỳnh Tương này nhiều hơn thì cũng có thể hồi phục. Sự trẻ trung cũng không phải là mơ ước nữa. So với Thạch Nhũ Vạn Năm kia, không biết là cao hơn bao nhiêu tầng đấy chứ. Vậy hai thần thủy còn lại có công hiệu thế nào? Hai loại còn lại đồng dạng là giá trị cực lớn. Nếu là bảo bối 10 vạn năm không xuất hiện, một trong số đó chính là tẩy hồn thần thủy. Thứ đồ này ta từng nghe nói mấy năm trước từng xuất hiện ở trong Lưu Viêm Sa Địa một lần. Chỉ tiếc rằng phản hơi cảnh không thể nào tiến vào Lưu Viêm Sa Địa. Nếu không, lão thân đối với nó không chừng cũng có cơ hội có được một hai rồi. Lúc đó ở Lưu Viêm Sa Địa đã được kiến thức lợi hại của tẩy hồn thần thủy. Không ngờ rằng hôm nay lại kiến thức được một loại tam đại thần thủy. Tiền bối, vậy bất tử ngân dịch này là cái gì vậy? Bất tử ngân dịch sao? Đó là thứ so với hai loại thần thủy khác càng khó có được hơn. Tẩy hồn thần thủy có thể giúp võ giả tẩy rửa hồn phách, tăng tiến thần thức tu vi, mà sinh mệnh Quỳnh Tương có thể tăng thêm thọ nguyên, để thăng khí huyết và chi lực. Còn về bất tử ngân dịch, cái này là bảo vật tốt nhất có thể giúp đỡ võ giả tăng cường nhục thân cường độ, để tái luyện nhục thân. Nếu như cơ duyên nghịch thiên, đem bất não thần thụ trong truyền thuyết hiện hóa nhập thân, vậy thì có thể trở thành bất tử bất diệt chi thân. Bất não thần thụ, công hiệu của nó chẳng phải cũng giống như bất diệt ngũ hành kiếm sao?